Quý cô bác và anh chị kính mến, Minh Đường Tử Vi rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, có nhiều vận may ập đến bất ngờ, trúng số đổi đời, xứng tầm đại gia, tiền bạc ùn ùn đổ về như thác lũ. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, đó chính là nội dung video như sau. Có duyên biết mệnh, tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, trời thương Phật độ, may mắn liên tiếp, phát tài phát lộc cực mạnh, đổi đời giàu nước dách, đúng từ nay đến Tết Nguyên Đán 2025 âm lịch. Xin kính chào quý vị anh chị và các bạn, kính chúc quý vị, anh chị tháng mới nhiều may mắn, tài lộc bùng nổ và thành công viên mãn. Quý vị anh chị và các bạn thân mến, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh khác nhau, tuy cùng năm sinh nhưng số phận của các con giáp cũng sẽ khác nhau. Có người thời trẻ vất vả, nhưng về hậu vận lại an nhàn hưởng phúc. Nhưng cũng có người có cả bạc tỷ nhưng lại vất vả, lận đận ở đường tình duyên và sức khỏe. Người xưa có câu đức năng thắng số, ý chỉ rằng chúng ta sinh ra đã được định đoạt số mệnh sẵn, như sinh ra là con trai hay con gái, trong hoàn cảnh gia đình giàu có hay nhà nông. Nhưng trong cuộc đời của mỗi người, chúng ta chăm chỉ tích đức hành thiện, luôn sống theo chân, thiện, dẫn là sống chân thật, sống chân thành, suy nghĩ thiện là luôn nghĩ cho người khác, lợi người, lợi mình và không hại chúng sinh. Còn nhẫn là những người luôn biết nhẫn với chính mình, với con đường làm giàu. Họ không có vội làm giàu nhanh, thành sớm, mà họ kiên trì, miệt mài học tập để có trí tuệ, có đạo đức và có nghị lực vượt khó, vượt khổ. Vậy nên, cuộc đời của họ sẽ là nghèo thì lâu, chứ giàu lại rất nhanh. Và con giáp tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 cũng là một trong những con giáp có vận số như vậy. Xem tử vi từ nay đến Tết Nguyên Đán 2025 âm lịch, con giáp này sẽ phải trải qua nhiều khó khăn, vất vả. Nhưng đây sẽ là lúc Mậu Tuất nhận ra câu nói đức năng thắng số nó đúng nhường nào. Để hiểu rõ hơn về vận trình tử vi chi tiết từ nay đến Tết Nguyên Đán 2025 âm lịch, xin mời quý vị anh chị cùng Minh Đường Tử Vi luận giải chi tiết trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Tử vi tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, trời thương Phật độ, may mắn liên tiếp, phát tài phát lộc cực mạnh, đổi đời giàu nước dách từ nay đến Tết Nguyên Đán 2025 âm lịch. Tổng quan tử vi tuổi Mậu Tuất 1958. Theo quan điểm truyền thống xưa nay, Tuất, con chó, là con vật trung thành, thẳng thắn, trọng tình trọng nghĩa và dám hy sinh mọi điều cho người mình yêu thương, kính trọng. Mặc dù đứng gần cuối cùng trong hàng 12 con giáp nhưng con chó rất được coi trọng. Người thuộc tuổi Mậu Tuất lúc nhỏ thường gặp phải nhiều trở ngại trong cuộc đời, trung vận và hậu vận có thể gặp được nhiều may mắn, hưởng hạnh phúc và an nhàn. Tuổi Mậu Tuất số tốt hơn người khác, cuộc đời khá tốt đẹp từ thuở nhỏ cho đến khi về già, cả về công danh, tài lộc, tiền bạc lẫn tình cảm đều rất tốt đẹp. Tuổi Mậu Tuất số hưởng thọ trung bình từ 67 đến 75 tuổi. Tuy nhiên, nếu biết tu nhân tích đức, làm thiện thì được gia tăng tuổi thọ, còn nếu ăn ở gian ác thì bị giảm thọ. Tuổi Mậu Tuất hoàn toàn sung sướng vào tiền vận, trung vận và cả hậu vận, phần công danh, tiền bạc lẫn tình cảm đều được dồi dào. Bình địa mộc gặp mưa thì tốt, không ưa chốn khắc nghiệt có tuyết sương, lớn lên thành cây gỗ tươi tốt, dùng để dựng nhà. Mệnh bình địa mộc ưa nóng, hợp mùa xuân mùa hạ. Những người tuổi Tuất chính trực và thẳng thắn, họ giàu lòng chính nghĩa, làm việc một cách công bằng, thích bênh vực kẻ yếu và chống lại cái ác. Không chỉ mạnh mẽ mà họ còn là người giàu cảm xúc khi sẵn sàng lắng nghe người khác tâm sự, do đó có thể thấy họ luôn sống hòa đồng với mọi người xung quanh. Trong công việc,
Người tuổi Tuất luôn làm việc có trách nhiệm và tập trung cao độ cho nhiệm vụ của mình. Chính vì thế mà họ chiếm được lòng tin của đồng nghiệp và cấp trên. Một điều đáng nói chính là sự nghiệp mà họ theo đuổi luôn cao quý và có giá trị. Vẻ bề ngoài giản dị, thật thà nhưng tiềm ẩn sâu bên trong là sự thông minh, sắc sảo và vô cùng nhạy bén. Người tuổi Tuất rất cẩn thận và có sự cảnh giác cao. Mọi người xung quanh phải rất cố gắng và nỗ lực thì mới có thể bước vào trái tim họ. Đôi khi người tuổi này thường khiến cho người khác khó chịu vì tính đa nghi của mình. Mậu Tuất sinh năm 1958, mệnh bình địa mộc, cây mộc đất bằng, khắc sa trung kim, con nhà thanh đế, phú quý, xương con chó, tướng tinh con dượng, cuộc đời được Phật Bà Quan Âm độ mạng. Đoán xem số mạng tuổi này, mạng mộc bình địa là cây đất bằng. Hạ thu lỗi số khó khăn, hai mùa vất vả lăng xăng cực hoài. Đông xuân thời đặng gặp may, thanh nhàn sung sướng ít ai dám bì. Có lúc tai nạn hiểm nguy, may nhờ Phật độ không bị bỏ thân. Tiền giận lắm lúc lôi thôi, nhà cửa nhiều lớp có rồi cũng tan. Nhưng mà mạng số giàu sang, vinh hoa phú quý an nhàn tấm thân. Số đặng vui vẻ thảnh thơi, người nhờ âm đức của trời ban cho. Cuộc sống, tuổi Mậu Tuất hoàn toàn sung sướng vào tiền vận, trung vận và cả hậu vận. Phần công danh, tiền bạc lẫn tình cảm đều được dồi dào. Tóm lại, tuổi Mậu Tuất hoàn toàn tốt đẹp về cuộc đời, không quá long đong như các tuổi khác. Gian ác thì sẽ bị giảm kỷ, cũng như nếu có nhiều phúc đức, làm được nhiều việc thiện thì sẽ gia tăng thêm niên kỷ. Tình duyên, về vấn đề tình duyên, tuổi Mậu Tuất chia ra làm 3 giai đoạn như sau. Nếu bạn sanh vào những tháng này, thì trong cuộc đời bạn có 3 lần thay đổi về vấn đề tình duyên, đó là bạn sanh vào những tháng 5, 7 và 11 âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng này, thì cuộc đời bạn có 2 lần thay đổi về vấn đề tình duyên, đó là bạn sanh vào những tháng 1, A, 4, 6 và 12 âm lịch. Và nếu bạn sanh vào những tháng này, thì cuộc đời bạn hoàn toàn được hưởng lấy hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng 2, 9 và 10 âm lịch. Gia đạo, công danh, phần gia đạo có nhiều tốt đẹp, số phải nhờ đến sự phụ giúp của vợ mới tốt. Công danh vào mức trung bình, có tên tuổi vào khoảng năm 30 tuổi trở đi. Sự nghiệp được xây dựng hoàn thành vào khoảng tuổi 31 trở đi. Tiền bạc đầy đủ và có phần sung túc trong suốt cuộc đời. Tuổi hợp cho làm ăn, nếu làm ăn hay giao dịch về tiền bạc nên tìm những tuổi này, Đinh Hợi, Quý Mão. Hợp tác hay hùng hạp làm ăn với những tuổi này thì không sợ có sự thất bại, mà trái lại có nhiều thành công. Lựa chọn vợ chồng, nếu kết hôn hay tính việc hôn nhân, nên lựa chọn những tuổi sau đây kết hôn thì tạo được cuộc sống giàu sang phú quý, đó là các tuổi Kỷ Hợi, Quý Mão, Ất Tỵ, Đinh Mùi, Đinh Dậu và Ất Mùi. Kết hôn với những tuổi này đời bạn chỉ có một cuộc sống trung bình mà thôi, đó là bạn kết duyên với các tuổi Mậu Tuất, Canh Tý, Giáp Thìn, Bính Ngọ. Nếu kết duyên với những tuổi này, đời bạn có thể bị nghèo khổ, khó thoát được cuộc sống không có nhiều hay đẹp, đó là nếu bạn kết duyên với các tuổi Nhâm Dần và Bính Thân. Những năm này bạn không nên cưới vợ, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi 20, 26, 32, 38, 44, 50 và 56 tuổi. Nếu cưới vợ vào những năm này phải gặp cảnh xa vắng, hoặc vợ hoặc chồng ăn ở với nhau không được chọn đời. Sanh vào những tháng này bạn phải có nhiều vợ hay có số đào hoa, đó là bạn sanh vào những tháng 2, A, 5, 6, 7 và 11 âm lịch. Những tuổi đại kỵ, nếu kết hôn hay làm ăn với những tuổi này thì có thể bị tuyệt mạng hay biệt ly vào giữa cuộc đời, đó là các tuổi Tân Sửu và Quý Sửu. Trong cuộc đời, kỵ nhất là gặp phải những tuổi đại kỵ. Như vậy nếu trong việc hôn nhân, nếu đã thương yêu nhau rồi sau mới biết là hai bên ở trong trường hợp tuổi khắc kỵ thì tốt hơn là nên âm thầm ăn ở với nhau, tránh việc làm lễ lạc hôn phối linh đình, kỵ ra mắt hai họ. Có như vậy thì mới có thể ở với nhau được trọn đời. Còn trong việc làm ăn, nhờ tránh kỵ hùng hạp hoặc hợp tác với người có tuổi khắc kỵ với mình. Trong gia tộc nếu gặp tuổi kỵ thì hàng năm phải coi theo sao hạn của từng người mà cúng sao giải hạn thì mới khỏi bị xung khắc. Những năm khó khăn nhất, tuổi Mậu Tuất có những năm khó khăn nhất là những năm mà bạn ở vào số tuổi 24, 27, 29 và 31. Những năm này nên đề phòng tai nạn hay hao tài. Ngày giờ xuất hành hợp nhất, ngày giờ xuất hành hợp nhất của tuổi Mậu Tuất là những ngày lẻ, giờ lẻ và tháng lẻ. Xuất hành theo như trên thì sẽ thu được nhiều kết quả, nhiều thắng lợi về tài lộc cũng như về mọi sự trong cuộc sống.
năm 2024 đã chính thức gõ cửa, mở ra một chương mới trong cuộc đời những người tuổi Mậu Tuất 1958. Chương này không chỉ đơn thuần là một mốc thời gian, mà còn là một hành trình đầy thách thức và cơ hội. Trong suốt thời gian qua, quý vị đã phải đối diện với một loạt những cơn sóng gió trong công việc, với những áp lực từ môi trường làm việc không ngừng gia tăng, sự biến động trong tài chính và những lo âu về sức khỏe của những người thân yêu. Những khó khăn này có thể khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng chính những thử thách đó lại là cơ hội để quý vị thể hiện sức mạnh và bản lĩnh của mình. Tuy nhiên, chính trong những khoảnh khắc khó khăn nhất, quý vị đã tìm thấy sự kiên cường trong chính mình. Với trái tim kiên định và tinh thần không chịu khuất phục, quý vị đã không chỉ đơn thuần vượt qua mà còn trưởng thành hơn. Những áp lực không còn là rào cản mà là động lực thúc đẩy quý vị tìm kiếm giải pháp, học hỏi từ những sai lầm và khám phá những khía cạnh mới trong bản thân. Từ thời điểm hiện tại cho đến cuối năm, quý vị sẽ bắt đầu cảm nhận được những biến chuyển tích cực trong vận mệnh của mình. Những khó khăn đang dần được hóa giải, nhường chỗ cho ánh sáng của sự thăng tiến. Trong công việc, cơ hội thăng tiến sẽ đến gõ cửa, mang theo những thành công mới và nguồn tài lộc dồi dào. Đừng ngần ngại nắm bắt những cơ hội này, vì chính sự dũng cảm và quyết tâm của quý vị đã tạo nên những bước ngoặt quan trọng. Trong mối quan hệ gia đình, bầu không khí hòa thuận và ấm cúng đang dần được khôi phục. Sự chia sẻ và thấu hiểu giữa các thành viên sẽ tạo ra một môi trường sống tích cực, nơi mọi người có thể cùng nhau vượt qua khó khăn và cùng nhau tỏa sáng. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để quý vị tổ chức những buổi gặp gỡ, sum vầy bên gia đình và bạn bè. Để xây dựng những kỷ niệm đẹp và bền vững, hãy để sự lạc quan dẫn dắt quý vị trong những tháng còn lại của năm 2024. Đây thực sự là thời điểm tuyệt vời để chuẩn bị cho một cái Tết đầm ấm và viên mãn, nơi mà mọi lo toan sẽ được gác lại. Tết không chỉ là dịp để quý vị tận hưởng những món ăn ngon, mà còn là thời điểm để chiêm nghiệm về những gì đã qua và hướng tới những điều tốt đẹp hơn trong tương lai. Hãy dành thời gian để nuôi dưỡng những giấc mơ và khát vọng của mình, để bước vào năm mới với tâm thế tự tin và hy vọng tràn đầy. Như vậy, quý vị sẽ không chỉ đón nhận một cái Tết ấm cúng mà còn chào đón một năm mới với những hứa hẹn và cơ hội lớn lao. Hãy mở lòng mình ra với những điều tốt đẹp và để tình yêu thương, sự chân thành lan tỏa trong cuộc sống của quý vị. Về phương diện sự nghiệp cuối năm 2024. Trong những tháng cuối năm 2024, những người tuổi Mậu Tuất sẽ bước vào một giai đoạn đầy hứa hẹn trong sự nghiệp. Hứa hẹn không chỉ đến từ những nỗ lực cá nhân, mà còn được thúc đẩy bởi sự hỗ trợ từ quý nhân và vận may, tạo nên một bầu không khí tích cực, giúp quý vị tự tin hơn trong công việc. Những dự án mà quý vị đã vất vả đấu tranh từ đầu năm sẽ bắt đầu có dấu hiệu hồi phục, những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua, giờ đây sẽ dần nhường chỗ cho những cơ hội mới. Quý vị sẽ cảm nhận được sự thay đổi tích cực khi những ý tưởng sáng tạo và năng lực lãnh đạo của mình được công nhận và đánh giá cao. Đây là lúc mà quý vị cần mở rộng tầm nhìn và tận dụng tối đa các cơ hội để bứt phá. Điều đặc biệt, trong thời điểm này, quý vị sẽ nhận ra rằng những mối quan hệ, những kết nối trong công việc mà mình đã xây dựng sẽ phát huy tác dụng một cách mạnh mẽ. Hãy chủ động tham gia vào các hoạt động giao lưu, kết nối với đồng nghiệp và đối tác. Những cuộc gặp gỡ này không chỉ mang lại cho quý vị những ý tưởng mới, mà còn có thể mở ra những hướng đi đầy triển vọng trong tương lai. Ngoài ra, quý vị cũng cần phải chuẩn bị tinh thần cho những thách thức mới có thể xuất hiện. Đôi khi, những cơ hội lớn đi kèm với áp lực và trách nhiệm cao hơn. Hãy luôn duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Đừng quên dành thời gian cho bản thân, cho gia đình và những đam mê riêng. Sự thấu hiểu và hỗ trợ từ người thân sẽ là động lực lớn giúp quý vị vượt qua những khó khăn. Khi năm 2024 khép lại, quý vị sẽ có cơ hội để nhìn lại hành trình của mình với niềm tự hào. Hãy tin rằng, những nỗ lực không ngừng của mình sẽ được đền đáp xứng đáng. Càng nỗ lực, cơ hội thành công càng lớn. Hãy tiếp tục bước đi với lòng kiên trì và sự quyết tâm. Bởi vì cuối cùng, sự nghiệp của quý vị sẽ không chỉ là thành công, mà còn là niềm vui và sự hài lòng trong những gì mình đã đạt được. Phương diện tài lộc. Tài vận của tuổi Mậu Tuất trong những tháng cuối năm 2024 sẽ mang đến nhiều khởi sắc đáng chú ý. Đây là khoảng thời gian mà quý vị sẽ bắt đầu thu hoạch thành quả từ những nỗ lực đã bỏ ra trước đó. Đặc biệt, các nguồn thu nhập phụ và những khoản đầu tư trước đây sẽ đem lại những lợi nhuận đáng kể, tạo ra một làn sóng tài chính tích cực cho quý vị. Khi mà tình hình tài chính dần ổn định,
quý vị sẽ có cơ hội để cân nhắc và đầu tư vào những dự án mới mẻ. Đây chính là thời điểm thích hợp để quý vị mở rộng kinh doanh hoặc thực hiện những kế hoạch đầu tư mà mình đã ấp ủ từ lâu. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trong lúc tài lộc đến, quý vị cũng phải giữ vững một cái đầu tỉnh táo và biết cách quản lý tài chính một cách khôn ngoan. Trong bối cảnh tài chính khởi sắc, quý vị cũng nên chú ý đến việc chi tiêu, hãy lập kế hoạch tài chính rõ ràng và hợp lý, tránh để sự phấn khích dẫn đến những quyết định không sáng suốt. Việc chi tiêu có kế hoạch không chỉ giúp quý vị tận hưởng cuộc sống, mà còn tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Ngoài ra, quý vị cũng nên mở rộng kiến thức về tài chính cá nhân, tìm hiểu về các xu hướng đầu tư mới và các chiến lược quản lý tài sản. Những hiểu biết này sẽ là hành trang quý giá, giúp quý vị tự tin hơn trong các quyết định tài chính. Bên cạnh đó, hãy dành thời gian để chăm sóc bản thân và gia đình. Sự ổn định về tài chính không chỉ mang lại niềm vui cho chính quý vị, mà còn tạo ra không gian thoải mái và hạnh phúc cho những người xung quanh. Khi tài lộc đến, hãy nhớ rằng sự sẻ chia cũng là một phần quan trọng giúp quý vị xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp. Cuối cùng, hãy luôn giữ vững tinh thần lạc quan và kiên trì. Tài lộc có thể đến và đi, nhưng sự nỗ lực và quyết tâm của quý vị sẽ luôn là yếu tố quyết định cho thành công lâu dài. Với những bước đi đúng đắn, quý vị sẽ không chỉ có một cuộc sống tài chính ổn định mà còn có thể xây dựng một tương lai tươi sáng cho chính mình và gia đình. Phương diện sức khỏe. Trong giai đoạn cuối năm 2024, sức khỏe của những người tuổi Mậu Tuất nhìn chung sẽ duy trì ở mức ổn định. Tuy nhiên, có một số vấn đề mà quý vị cần đặc biệt lưu ý, đặc biệt là liên quan đến hệ tiêu hóa và hệ xương khớp. Đây là hai lĩnh vực có thể bị ảnh hưởng nếu quý vị không chăm sóc đúng cách. Đầu tiên, hệ tiêu hóa là một phần quan trọng trong sức khỏe tổng thể của quý vị. Chế độ ăn uống không hợp lý, thiếu chất dinh dưỡng có thể dẫn đến các vấn đề tiêu hóa, gây cảm giác khó chịu và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Để duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh, quý vị nên tập trung vào việc bổ sung các loại thực phẩm giàu chất xơ như trái cây, rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt và các loại hạt. Ngoài ra, việc uống đủ nước cũng là điều cực kỳ quan trọng, giúp cải thiện quá trình tiêu hóa và hỗ trợ chức năng thận. Bên cạnh chế độ ăn uống, việc tập luyện thể dục thường xuyên cũng là yếu tố then chốt để giữ cho cơ thể luôn ở trạng thái tốt nhất. Quý vị có thể lựa chọn những hoạt động yêu thích như đi bộ, chạy bộ, yoga hoặc bơi lội. Việc vận động không chỉ giúp tăng cường sức khỏe thể chất mà còn cải thiện tinh thần, giảm căng thẳng và tạo cảm giác thoải mái hơn trong cuộc sống hàng ngày. Hệ xương khớp cũng cần được chăm sóc đúng mức. Khi tuổi tác tăng lên, sức khỏe xương khớp có thể suy giảm, dẫn đến các vấn đề như đau nhức, cứng khớp hoặc thoái hóa. Để giữ cho xương khớp khỏe mạnh, quý vị nên bổ sung canxi và vitamin D3. Chế độ ăn hoặc các sản phẩm bổ sung các loại thực phẩm như sữa, phô mai, hải sản và rau xanh là nguồn cung cấp canxi phong phú. Bên cạnh đó, tập luyện các bài tập tăng cường sức mạnh và linh hoạt cho cơ thể cũng rất hữu ích, giúp duy trì sự dẻo dai cho xương khớp. Cuối cùng, quý vị cũng nên dành thời gian để chăm sóc tinh thần của mình. Một tâm hồn an yên và thoải mái sẽ góp phần không nhỏ vào sức khỏe tổng thể. Hãy thử các phương pháp thư giãn như thiền, đọc sách hoặc đơn giản là ngồi trò chuyện cùng bạn bè và gia đình. Những hoạt động này không chỉ giúp giảm stress mà còn làm phong phú thêm cuộc sống của quý vị. Nhìn chung, việc duy trì sức khỏe trong giai đoạn này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quý vị thực hiện những mục tiêu và ước mơ trong sự nghiệp và cuộc sống. Hãy chăm sóc bản thân một cách toàn diện và quý vị sẽ nhận thấy sức khỏe là một phần quan trọng giúp quý vị chinh phục mọi thử thách phía trước. Phương diện tình cảm, gia đạo. Trong những tháng cuối năm 2024, gia đình của những người tuổi Mậu Tuất sẽ trải qua một giai đoạn hòa thuận và ấm cúng hơn bao giờ hết. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày sẽ dần tan biến, nhường chỗ cho những khoảnh khắc yêu thương và sự thấu hiểu giữa các thành viên trong gia đình. Đây thực sự là một tin vui. Khi mà bầu không khí trong tổ ấm của quý vị sẽ trở nên ngập tràn niềm vui và hạnh phúc, quý vị sẽ nhận thấy rằng sự gắn kết trong gia đình đang trở nên mạnh mẽ hơn. Những cuộc trò chuyện, bữa ăn chung hay những buổi tụ tập sẽ trở thành những khoảnh khắc quý giá, giúp mọi người gần gũi và hiểu nhau hơn. Hãy tận dụng thời gian này để trò chuyện cởi mở, chia sẻ những tâm tư và suy nghĩ của mình với người thân. Những cuộc trao đổi chân thành sẽ góp phần tạo nên sự đồng cảm và gắn kết trong gia đình. Đặc biệt, nếu có bất kỳ hiểu lầm hay mâu thuẫn nào trong quá khứ,
Đây là thời điểm lý tưởng để quý vị chủ động hòa giải và làm mới các mối quan hệ. Hãy dành thời gian lắng nghe và chia sẻ để mọi người cảm thấy được tôn trọng và yêu thương. Việc cùng nhau vượt qua khó khăn sẽ không chỉ làm cho tình cảm giữa các thành viên trở nên mạnh mẽ hơn, mà còn tạo dựng những kỷ niệm đẹp trong hành trình chung của gia đình. Hãy nhớ rằng, trong bối cảnh cuộc sống hiện đại, những mối quan hệ gia đình có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bên ngoài. Chính vì vậy, việc chăm sóc và nuôi dưỡng tình cảm gia đình là điều cần thiết. Quý vị có thể tổ chức những hoạt động thú vị như các buổi dã ngoại, chuyến du lịch ngắn ngày hoặc chỉ đơn giản là cùng nhau xem phim ở nhà. Những trải nghiệm này sẽ tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ và thắt chặt thêm tình cảm gia đình. Cuối cùng, hãy để sự biết ơn và yêu thương là sợi dây kết nối các thành viên trong gia đình. Quý vị đừng ngần ngại thể hiện tình cảm bởi những cử chỉ nhỏ như ôm, nụ hôn hay lời nói yêu thương có thể tạo ra những thay đổi lớn lao. Khi gia đình hạnh phúc, mọi người sẽ có thêm động lực và niềm tin để vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Nhìn chung, giai đoạn này hứa hẹn sẽ mang lại cho quý vị những kỷ niệm đẹp và hạnh phúc trong gia đình. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc bên những người thân yêu và cùng nhau tạo dựng một tổ ấm tràn đầy yêu thương và sự thấu hiểu. Tử vi các tháng cuối năm 2024. Tử vi tháng 10 âm lịch, Ất Hợi. Tháng 10 âm lịch sẽ đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng trong vận tài lộc của những người tuổi Mậu Tuất. Đây là thời điểm mà vận tài lộc bắt đầu nở rộ, mang đến cho quý vị nhiều cơ hội tốt lành trong lĩnh vực kinh doanh và đầu tư. Những may mắn này không chỉ là những tín hiệu tích cực, mà còn là phần thưởng cho những nỗ lực và sự kiên nhẫn của quý vị trong thời gian qua. Trong tháng này, quý vị sẽ có khả năng gặp gỡ những cơ hội kinh doanh mới, từ việc mở rộng hoạt động đến các mối quan hệ hợp tác tiềm năng. Những khoản tiền đến từ các dự án lớn sẽ giúp cải thiện tài chính của quý vị một cách rõ rệt. Sự khéo léo và nhạy bén trong việc nắm bắt thời cơ sẽ giúp quý vị thu lợi từ những quyết định đầu tư sáng suốt. Tuy nhiên, trong khi tài lộc đang dần đến, quý vị cần đặc biệt cẩn trọng trong các giao dịch lớn. Đây là lúc mà những sai sót có thể xảy ra nếu quý vị không kiểm tra kỹ lưỡng các thông tin và hợp đồng. Hãy đảm bảo rằng mọi quyết định đều được đưa ra dựa trên cơ sở vững chắc và thông tin rõ ràng. Đừng ngần ngại tham khảo ý kiến từ các chuyên gia hoặc người có kinh nghiệm để tránh những rủi ro không đáng có. Ngoài ra, hãy chú ý đến việc quản lý tài chính của bản thân. Sự thịnh vượng có thể mang đến cảm giác hào phóng, nhưng việc chi tiêu một cách không hợp lý có thể dẫn đến tình trạng tài chính không bền vững. Quý vị nên lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng, dành một phần lợi nhuận cho các khoản tiết kiệm hoặc đầu tư mới. Điều này không chỉ giúp bảo vệ tài chính cá nhân, mà còn tạo dựng một nền tảng vững chắc cho tương lai. Tháng 10 âm lịch cũng là thời điểm tốt để quý vị xem xét lại các mối quan hệ trong công việc và gia đình. Sự hài lòng trong các lĩnh vực này có thể tạo ra một bầu không khí tích cực, góp phần thúc đẩy tài lộc và may mắn. Hãy dành thời gian để kết nối với bạn bè và đồng nghiệp, xây dựng những mối quan hệ có ý nghĩa và hỗ trợ lẫn nhau. Nhìn chung, tháng 10 âm lịch sẽ là một tháng đầy triển vọng cho tài lộc của tuổi Mậu Tuất. Hãy sẵn sàng đón nhận những cơ hội đến, nhưng cũng cần giữ cho mình sự thận trọng cần thiết. Với sự kết hợp giữa may mắn và khéo léo, quý vị chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong tháng này. Tử vi tháng 11 âm lịch, Bính Tý. Tháng 11 âm lịch sẽ là một tháng đầy may mắn và thuận lợi cho những người tuổi Mậu Tuất. Trong thời gian này, quý nhân phù trợ sẽ xuất hiện, mang đến cho quý vị nhiều cơ hội và sự hỗ trợ trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Nhờ vào những mối quan hệ tốt đẹp và sự giúp đỡ từ những người xung quanh, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn, tạo điều kiện cho quý vị đạt được những mục tiêu đã đề ra. Công việc của quý vị trong tháng này sẽ tiến triển nhanh chóng và suôn sẻ. Các dự án mà quý vị đang thực hiện sẽ có nhiều dấu hiệu tích cực và quý vị có thể nhận được phản hồi tốt từ cấp trên hoặc khách hàng. Đây là lúc để quý vị thể hiện khả năng làm việc của mình và khẳng định vị trí trong công việc. Hãy tận dụng tối đa sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và quý nhân xung quanh để đẩy nhanh tiến độ công việc. Bên cạnh đó, tháng 11 cũng là thời điểm lý tưởng để quý vị thực hiện các kế hoạch dài hạn. Những dự định mà quý vị đã ấp ủ từ lâu giờ có thể trở thành hiện thực. Hãy tập trung vào việc lập kế hoạch chi tiết và triển khai các bước thực hiện một cách rõ ràng. Sự hỗ trợ từ quý nhân sẽ giúp quý vị tự tin hơn trong việc đưa ra các quyết định quan trọng. Ngoài ra, quý vị cũng nên chú ý đến việc duy trì mối quan hệ tốt với những người xung quanh. Giao tiếp cởi mở và thân thiện sẽ tạo ra một bầu không khí tích cực, giúp mọi người dễ dàng làm việc cùng nhau.
Hãy thường xuyên chia sẻ ý tưởng và dự án của mình, bởi những người khác có thể đưa ra những ý kiến quý giá và góp phần vào sự thành công của bạn. Một điểm đáng lưu ý là hãy dành thời gian để chăm sóc bản thân trong thời gian này. Sự hỗ trợ từ người khác có thể giúp quý vị đạt được nhiều thành công, nhưng cũng đừng quên rằng sức khỏe và tinh thần của chính mình cũng rất quan trọng. Hãy cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân để đảm bảo rằng bạn luôn có đủ năng lượng và động lực để tiếp tục tiến bước. Nhìn chung, tháng 11 âm lịch hứa hẹn sẽ mang đến cho tuổi Mậu Tuất một giai đoạn thuận lợi và phát triển. Hãy tận dụng tối đa những cơ hội đến với mình và phát huy tối đa sức mạnh của sự hỗ trợ từ quý nhân. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm, quý vị sẽ gặt hái được nhiều thành công trong tháng này. Tử vi tháng 12 âm lịch, Đinh Sửu. Tháng 12 âm lịch không chỉ là tháng cuối cùng của năm, mà còn là thời điểm mang đến niềm vui trọn vẹn cho những người tuổi Mậu Tuất. Trong tháng này, quý vị sẽ cảm nhận rõ rệt sự hòa thuận và ấm cúng trong gia đình. Các thành viên sẽ gần gũi và thấu hiểu nhau hơn, tạo ra bầu không khí hạnh phúc và an lành. Đây chính là nền tảng vững chắc giúp quý vị chuẩn bị cho một cái Tết đầm ấm và trọn vẹn. Trong tháng này, tài lộc cũng sẽ dồi dào hơn bao giờ hết. Quý vị có thể nhận được những khoản tiền thưởng, lợi nhuận từ các dự án đầu tư hoặc sự hỗ trợ tài chính từ người thân. Những nguồn thu này sẽ giúp quý vị không chỉ ổn định tài chính mà còn tạo điều kiện thuận lợi để chuẩn bị cho những kế hoạch trong năm mới. Hãy tận dụng cơ hội này để cải thiện tình hình tài chính của gia đình, từ việc trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày cho đến các khoản đầu tư cho tương lai. Cái Tết đang cận kề sẽ mang đến cho quý vị cơ hội tuyệt vời để cùng gia đình sum vầy, sẽ chia những khoảnh khắc quý giá bên nhau. Hãy lên kế hoạch cho các hoạt động cùng nhau, từ việc chuẩn bị món ăn truyền thống, trang trí nhà cửa cho đến những chuyến đi chơi cùng nhau. Những kỷ niệm đẹp này sẽ không chỉ làm phong phú thêm cuộc sống gia đình mà còn tạo nên những dấu ấn đáng nhớ trong tâm trí mỗi thành viên. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để quý vị nhìn lại một năm đã qua, đánh giá những thành công và bài học mà mình đã học được. Hãy tự thưởng cho bản thân những phút giây thư giãn, tận hưởng thành quả của một năm nỗ lực và cố gắng không ngừng. Dành thời gian để thực hiện những sở thích cá nhân, gặp gỡ bạn bè và gia đình sẽ giúp quý vị nạp lại năng lượng cho năm mới sắp tới. Ngoài ra, hãy chú ý đến việc duy trì sức khỏe trong giai đoạn này. Với những bữa tiệc và hoạt động dồn dập, việc giữ gìn sức khỏe là vô cùng quan trọng. Hãy đảm bảo rằng quý vị ăn uống cân bằng, tập thể dục và nghỉ ngơi đầy đủ. Một cơ thể khỏe mạnh sẽ giúp quý vị tận hưởng mọi niềm vui trong dịp lễ hội một cách trọn vẹn. Nhìn chung, tháng 12 âm lịch hứa hẹn sẽ mang lại cho tuổi Mậu Tuất những niềm vui, hạnh phúc và thành công. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc bên gia đình, trân trọng những giá trị mà cuộc sống mang lại và chuẩn bị cho một năm mới đầy hứa hẹn phía trước. Cách hóa giải vận hạn cuối năm 2024. Để hóa giải những vận hạn còn lại của năm 2024, tuổi Mậu Tuất nên chú trọng đến một số phương pháp quan trọng giúp nâng cao vận may và tạo điều kiện thuận lợi cho bản thân. 1. Cúng bái tổ tiên đúng dịp. Việc cúng bái tổ tiên không chỉ thể lòng biết ơn mà còn là cách để kết nối với nguồn năng lượng tích cực từ gia đình và tổ tiên. Quý vị nên thực hiện các nghi lễ cúng bái vào những dịp lễ, đặc biệt là trong các ngày rằm hoặc mùng 1. Hãy chuẩn bị các lễ vật tươm tất, thành tâm thắp hương và cầu khấn. Điều này không chỉ giúp quý vị cảm nhận được sự che chở và bảo vệ từ tổ tiên mà còn tạo ra không khí ấm cúng trong gia đình. 2. Giữ gìn phong thủy nhà cửa. Phong thủy có vai trò quan trọng trong việc thu hút năng lượng tích cực để tạo không gian sống hài hòa. Quý vị cần thường xuyên dọn dẹp và sắp xếp lại đồ đạc trong nhà. Hãy đảm bảo rằng không gian xung quanh luôn sạch sẽ và ngăn nắp. Các yếu tố phong thủy như cây xanh, nước chảy và ánh sáng tự nhiên cũng nên được chú trọng. Bằng cách tạo ra một môi trường sống thoải mái và tích cực, quý vị sẽ thu hút nhiều may mắn và tài lộc vào cuộc sống của mình. 3. Làm việc thiện và giúp đỡ người khác. Việc làm việc thiện không chỉ mang lại niềm vui cho người khác mà còn giúp quý vị tích lũy phước lành cho bản thân. Hãy tìm kiếm những cơ hội để giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, tham gia vào các hoạt động từ thiện hoặc đơn giản chỉ là một hành động tốt trong cuộc sống hàng ngày. Những việc làm này không chỉ tạo ra sự kết nối và tình thương trong cộng đồng mà còn mang đến cho quý vị những điều tốt đẹp và may mắn trong cuộc sống. 4. Duy trì sự cân bằng giữa công việc và gia đình. Trong cuộc sống hiện đại, việc duy trì sự cân bằng giữa công việc và gia đình là điều cực kỳ quan trọng.
quý vị nên dành thời gian cho gia đình, cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc quý giá. Những buổi gặp gỡ, những bữa ăn cùng nhau hay những hoạt động giải trí sẽ giúp củng cố mối quan hệ và tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự ổn định trong cuộc sống. Hãy nhớ rằng, khi gia đình hạnh phúc và hòa thuận, mọi việc khác cũng sẽ trở nên suôn sẻ hơn. 5. Thiền và tập trung vào tinh thần. Cuối năm là thời điểm mà mọi người thường cảm thấy áp lực và căng thẳng. Do đó, quý vị nên dành thời gian cho việc thiền hoặc các hoạt động giúp thư giãn tâm trí như yoga hay đi bộ trong thiên nhiên. Việc này không chỉ giúp tái tạo năng lượng mà còn mang lại sự bình yên trong tâm hồn. Một tâm trí sáng suốt và bình tĩnh sẽ giúp quý vị dễ dàng vượt qua mọi thử thách và khó khăn. Nhìn chung, việc hóa giải vận hạn cuối năm 2024 cho tuổi Mậu Tuất không chỉ đơn thuần là thực hiện các nghi lễ, mà còn là một quá trình duy trì sự hài hòa và tích cực trong cuộc sống hàng ngày. Hãy luôn sống tích cực, cởi mở và sẵn lòng giúp đỡ người khác. Quý vị sẽ nhận được nhiều phước lành và may mắn trong năm mới sắp đến. Thưa quý vị, Phật dạy rằng gia đình là nơi bắt đầu của mọi hạnh phúc. Đối với tuổi Mậu Tuất, gia đình không chỉ là một mái nhà đơn thuần mà là một bến đỗ an lành, nơi quý vị có thể tìm thấy sự bình yên và ấm áp sau những giây phút bộn bề lo toan. Gia đình chính là nguồn sức mạnh tinh thần lớn lao, tiếp thêm động lực để quý vị vượt qua mọi khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Phật dạy rằng, hạnh phúc gia đình không đến từ của cải vật chất mà từ tình yêu thương, sự tôn trọng và sự thấu hiểu lẫn nhau. Một gia đình hạnh phúc không phải là gia đình có nhiều tiền bạc hay danh vọng, mà là nơi mà mỗi thành viên đều biết yêu thương, chăm sóc và luôn hướng về nhau. Khi người trong gia đình biết chia sẻ và lắng nghe, những mâu thuẫn nhỏ nhặt sẽ dễ dàng được hóa giải. Sự nhẫn nhịn và tha thứ là chìa khóa để gìn giữ hạnh phúc bền lâu, giúp gia đình vượt qua những sóng gió. Trong cuộc sống hiện đại, đôi khi ta bị cuốn vào công việc và những lo toan bên ngoài, mà quên mất rằng gia đình chính là điểm tựa vững chắc nhất. Hãy dành thời gian để lắng nghe, quan tâm đến những người thân yêu của mình. Những cuộc trò chuyện, những bữa ăn chung hay đơn giản là những buổi tối quây quần bên nhau sẽ tạo nên sự gắn kết và thấu hiểu sâu sắc hơn giữa các thành viên trong gia đình. Sự hài hòa và yêu thương trong gia đình sẽ mang lại sự bình an, niềm vui và một cuộc sống trọn vẹn cho mỗi người. Phật cũng dạy rằng, người biết yêu thương gia đình sẽ nhận được phước lành lâu dài. Điều này nhắc nhở quý vị rằng những hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa trong cuộc sống hàng ngày sẽ tích lũy phước báo cho bản thân. Việc dành thời gian chăm sóc và thể hiện tình yêu thương với gia đình không chỉ mang lại hạnh phúc cho những người thân yêu, mà còn giúp quý vị vun đắp một cuộc sống đầy ý nghĩa và trọn vẹn. Vào những tháng cuối năm này, quý vị hãy chú trọng hơn đến việc duy trì hạnh phúc gia đình. Đừng để những căng thẳng trong công việc hay những lo lắng ngoài xã hội làm ảnh hưởng đến những khoảnh khắc quý giá bên gia đình. Hãy thể hiện tình yêu thương qua những hành động, từ những cái ôm ấm áp, những lời động viên, cho đến việc cùng nhau thực hiện các hoạt động yêu thích. Tất cả sẽ tạo nên một bầu không khí thân thiện, ấm cúng và hạnh phúc trong gia đình. Cuối cùng, hãy luôn nhớ rằng gia đình không chỉ là nơi để trở về, mà còn là nguồn cảm hứng giúp quý vị vươn tới những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Bằng cách duy trì và phát triển hạnh phúc gia đình, quý vị sẽ tạo ra một nền tảng vững chắc để đón nhận mọi điều tốt lành trong cuộc sống. Hãy để tình yêu thương và sự thấu hiểu trở thành ngọn đèn dẫn đường cho mọi thành viên trong gia đình, giúp quý vị cùng nhau vượt qua mọi thử thách và đạt được những ước mơ chung. Tử vi của tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 từ nay đến Tết 2025 không chỉ hứa hẹn nhiều thay đổi tích cực, mà còn mở ra những cơ hội mới, đem lại cho quý vị sự thăng hoa về tài lộc, sự nghiệp và gia đạo. Những khó khăn trong quá khứ sẽ dần được thay thế bằng những niềm vui và thành công mới. Hãy nhớ rằng, trong hành trình sống, hạnh phúc gia đình chính là điều quý giá nhất mà Phật luôn dạy chúng ta trân trọng và bảo vệ. Tâm huyết của mỗi thành viên trong gia đình là sức mạnh giúp quý vị vượt qua mọi thử thách. Đừng để những áp lực bên ngoài làm nhạt nhòa những giá trị gia đình. Hãy luôn dành thời gian cho nhau, chăm sóc và yêu thương để tạo nên những kỷ niệm đẹp đẽ, trở thành bệ phóng cho những thành công trong tương lai. Nếu quý vị thấy nội dung này hữu ích, đừng ngần ngại like, share và đăng ký kênh Minh Đường Tử Vi. Bằng cách này, quý vị không chỉ ủng hộ chúng tôi mà còn góp phần vào việc lan tỏa những kiến thức tử vi thú vị và bổ ích đến nhiều người hơn. Hãy theo dõi để không bỏ lỡ những dự đoán tử vi hấp dẫn và những thông điệp ý nghĩa trong thời gian tới. Chúc quý vị một mùa Tết an khang, thịnh vượng và hạnh phúc bên gia đình. Hãy cùng nhau đón nhận những điều tốt đẹp đang đến gần và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn mỗi ngày.
Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.